À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á, thì cho bạn xem cái này nè. Một đống. Chút xíu nữa đi, bật mí cho bạn xem. Đây, mấy cái cây mà hôm nọ ủ bên chỗ cái trại của con Tắng nè các bạn. Còn một đống nè. Kìa đằng trước trồng lùm xùm hết trơn kìa. Bữa nay cỏ lên mà tới trơn rồi, chưa có làm cỏ nữa bạn. Cây nào cũng lên trơn á, nói chung từ bữa ra trồng là đạt kết quả rồi đó bạn. Cái nào cũng lên trơn rồi. Nhưng mà cái đó để từ từ đi, nay mai mình sẽ quay cho bạn xem sao. Bữa nay nè, cái đống này nè, thì ngày hôm qua các bạn, ngày hôm qua là tụi nó đi lên trên chỗ mà lấy mấy cây dúi đó, nó lấy về cho một đống luôn, mà hôm qua mình không có qua các bạn. Thành qua bữa nay qua lôi ra, nó có một cây ở trong đây nè, đẹp lắm, nằm bên đây nè, đây nè, nó có ôm đá nè bạn, xíu nữa mình đem về mình phá thế, với lại nó có một cây nó đem nhét trong đó kìa, cũng lạ lắm. Thì nói chung hôm qua nó đi nó tầm cũng được một số cái cây mà nhỏ nhỏ mini về đặng cho mình làm mini các bạn, rồi được hai cái cây mà độc lạ đấy, lấy ra lôi ra cho các bạn xem. Đâu bây giờ là mình lôi cái này ra trước hả, đó để mình lôi ra coi cái nào mình phá thế được, mình phá thế cho các bạn xem ha. Dữ gì đó hả, đi hậu hậu qua đi hết nhiêu lâu Quá hả? Đi à? quần quần kiếm nhiều chứ này đào có bao lâu đâu. Dạ, đi đi săn mấy cây Đi đẹp săn hả? cái đẹp Dốt cũng không có thì đào mấy này luôn. đúng rồi. Tạm à. Ta, này độc đáo bạn. Cái này bám đá nè. Dính không? Dính chắc không? Ôi. Đã bạn ơi. Dính chắc luôn nè. Ồ, ngon à. Ôi coi nè, tụi nó hôm qua đi lấy cái mini cho mình nữa bạn. Mini size. Mặc sức mà chế cháo bạn ơi, quá trời luôn rồi. Ai da, chứ còn cây bỏ trong cái bịch kìa, nãy ra mình có coi cái cây trong bịch là đẹp các bạn. Ủa, cái này nhìn giống như con phụng con công gì vậy, đuôi đẹp quá hả. Ai cha, độc đáo bạn. Nhưng mà cái này mình không trồng phụng công gì đâu, mình cho nó mình móc cho nó đổ luôn bạn nè, nó móc vô bình đó bạn. Rồi, cũng Ủa hay lắm à. muốn cầm rừng có cầm rừng luôn. Rồi, cũng gần riêng luôn các bạn. Đúng rồi. Hay đúng riêng luôn ha. Cái mộng quân luôn. Hỏi mất công chế gì đó. Trời đâm lên gì chứ có thẳng đâu mà, chỉ Trồng cần vô. lọc cho thôi ha. Lọc ra trồng vô lụm. Lọc lá đồ ra là ngon. Rồi. Nói chung là nó đi hôm qua nó tầm mấy cái đẹp đẹp không bạn. Kìa. Mini size này nè. Này để riêng đi, để này khỏi khỏi lấy ra đi. Ô mấy cái này mình về mình chế cháo hay lắm bạn, mình trồng. Mình đang làm Mình mình trồng mấy cái đồ cái luôn hả? khoang đá đó, mình đựng gì đá nè. Ui, cái đó cũng độc lạ nữa kìa. Này nghiên cứu trồng cách sao ta. Móc vô bình lọc Rồi bây giờ ra để đây cái đi, này. bây giờ múc là hết coi cái nào tôi nghiên cứu. Nhiều quá trời đúng không. Là hôm qua hai hai thầy Cái trò cây mà này đi có đụng lấy hả? cái này cắt xong cứ bỏ ra nè. À, là cái trong gò mối đó hả? Không, còn cái cũ nè, cái cũ của nó nè. Ồ. Độc đáo à. Cái đẹp không à? Ở đây cũng cắt trong một mối ra nè. Ồ. Đã. Thôi kia ngủ kia coi. Thôi có cục nung luôn bạn. Độc lạ bình dương ba ơi. À đây. Trong ấy không có chạy nữa. Vậy hả? Rồi, cái cục nạc của người ta mà làm chạy này uổng rồi đó. Ồ, cái này nạc hết luôn mọi người. Mini Nguyên của cục nu luôn nè. xu À. rồi. Rồi. Nguyên cục nu là 17 miếng này hận. Chết Không, cha rồi. không một mối. Rồi, cục nu làm sao ta? Đẹp quá bạn ơi, giờ để mình nghiên cứu coi. Bây giờ trước mắt là để mình nghiên cứu coi sao có đây rồi mình làm từ cây cho bạn xem chứ. Rồi, còn cây trong đó lấy ra luôn kìa. Cây có độc đáo lắm bạn. Cây đó thằng Tắng nó dự định là làm cây gậy các bạn. Cây đó là nó dính liền nguyên một cái rễ bạn, nhưng mà có cái là nó đặc biệt, có cái là nó cái cục của nó đóng san hô cứng ngắc không ạ. Nó coi kìa. Ồ, à, thấy khủng không? Cái cục san hô này mình thấy khủng nhất từ trước đến nay luôn các bạn. Từ bữa giờ đi anh em đi bấn là chưa có cục san hô nào mà đẹp như cục này hết. Trời ơi. Đó, thằng Tắng nó dự định là nó trồng đứng lên này.
À, để gì cho coi san hô trước đây. Đây nè, cái bể của nó nè bạn. Quá trời quá đất luôn rồi. Này thuộc gì khủng luôn bạn ơi. Ha. Rồi rồi rồi. Quá trời luôn rồi. Thì cái cây này hẳn nó ấy, thằng Tắng nó tính trồng đứng vậy cho ông Thọ cầm vô đó bạn. Là cây gậy của ông Thọ đó. Thì theo mình thấy là cũng hay vậy đó. Nhưng mà có một cái Ông là để cái đầu dưới này về chứ bộ. đúng rồi. Để Đó, y chang vậy đó. Nhưng mà ông Thọ thì phải ông Thọ cao á. Thọ này tới cả mét mới được, hơn mét. Ông Thọ này kiếm đâu ra chứ. Đó thì ông đứng, ông Thọ nếu mà ông đứng thì tầm này nè bạn. cái đầu Cái ông thấy tầm đầu mày đúng không? rồi, đầu cái nó là vừa luôn á. Giờ tao biến mày thành ông Thọ đó, được không á? Biến thành họ ai bứng cây gì bộ, tao để con làm bình thường bứng cây chứ. Còn nếu mà để nằm xuống đó đây, để nằm xuống đây đây, để nằm thế cũng hay đó bạn, đó để nằm thì mình làm cái tiểu cảnh thì cũng hay lắm. Ừ. Cho nó nghiêng nghiêng về phía này là đó. Này các bạn tưởng tượng như là cái đồi không, cục đá đồng để bên kia ha, phối cảnh đó. Có cái con đường đi qua chưa, qua đi chưa, qua cảnh đó đó chưa qua, thì bạn thấy giống như là trên đồi những cái cây, cây gì đó, cây ba quát đó bạn, cây ba quát ở trên sa mạc châu Phi đó, nó à, nhìn nó giống như cục san hô ở dưới biển nữa bạn ha, y chang luôn. Ừ. Quá trời quá đất luôn ha. Vậy là trên cái khu này là bạn biết là tại sao mà nó có cái này, theo mình nghe tụi nó nói là ông, cái ông chủ này vườn này mà ổng lấy kéo ông cắt, ổng cắt tối ngày luôn á, không cho lên là sát bên cái chỗ cái chòi ổng á, thành ra nó mới cùi cỡ này nè, thành ra là thiên nhiên không bao giờ có bạn. Một là trâu bò ăn, theo ở ngoài miền Trung là trâu bò ăn đó bạn, còn ở đây đó là cái vườn của ông chủ, vườn ổng kỹ, ổng tối ngày ổng nó kéo hết hoài nó mới có được cục như vậy. Rồi một cây bỏ qua bên đi, giờ chủ yếu mình phá thế cái này các bạn. Đây trong đây thì mình thấy mấy cái này là cây nào cũng hay chứ á, mini đã này mình chưa biết cái cục này nghiên cứu làm sao nữa nè. Cái này là cái nu nữa bạn, thôi cái này là khó khó để quăng bên đó. Còn này thì mình thấy là trồng gì là ok nữa bạn, thì cái này dễ nè, làm trước đi, đầu tiên với cái này, với lần này cũng hơi khó khó làm sao. Để cầm máy tao cắt Đấy cái bạn, này, cái này nè, mình có thể mình cho cái này nó vô cái bình được nè, để nó treo cái này xuống thì cái phần này là bỏ được nữa bạn. Cây này mình làm đơn giản được ha. Đó. Cho cái này nó ra. Cái này hay lắm. Ây da. Hay lắm bạn. Ha. Đó, mình lọc bớt cái này ra thì nó sẽ ra cái cây các bạn. À. Cho nó bớt kìa, chống chống ra ha. Đó thì cái cây này á, là mình về mình có cái bình cao các bạn. Bình có cái cổ cao lắm. Mình cắt nó ngắn này, cắt nó để dài dài nè, khoét cái lỗ các bạn. Mình khoan cái lỗ sao nó vừa luôn vậy nè. Cho nó ngậm vô trong cái bình nó, cái cổ cao nằm đây nè. Nó giống như cái con gì luôn ha, đổ treo nhưng mà ngóc cho lên. Cũng độc lạ luôn các bạn, hai mặt tiền được luôn ha. Đó. Còn không là mình móc toàn ten kiểu này nữa bạn cũng được nữa nè, mà móc lại gì thì cái mặt này nó ngược cũng hay lắm, vừa móc lại thì mình có thể mình bỏ mình lấy cái phần này nó bay ra cũng được ha. Đó. À, không? Nhưng mà cái này là hay nè, cái này mình có cái bình, cái co ở nhà có cái bình nó mình bỏ vô cái này hay lắm bạn. Rồi một em đó, mấy này là cũng không bỏ đâu bạn,
Mấy này á, nay mai mình làm mini á, mình nhiều cái làm lắm bạn. Nay mai mình có cái mình có cái cách làm mini cho bạn xem sao nè. Mấy này nè. Đó thì chủ yếu á là mình phối đá các bạn mấy này nè. Nhưng mà để từ từ đi. Tính sao mấy này đi, giờ làm này nè. Cái cây bám đá này mình thấy hay nữa bạn. Đây. Cái cây này mình có thể mình cái cục đá này nè bạn. Thì mình có thể mình làm sao á mà cái cục đá này nó phải cái này nó phải bằng gì nè bạn. Để mình nó mình khối cái tượng hay gì lên trên đó đó các bạn, hay lắm á. Thì cái cây này á theo mình á là mình có thể mình vô một cái chậu mỏng mà. Đây. Giờ chủ yếu mình sao mình để cái này cho nó phẳng rồi bắt đầu là mình hạ cái này xuống nó mà nó chấm cái chậu nè. Đó. Cái phần này bỏ đó mà, phần này bỏ. Đó. Ha. Đâu mà dịnh ghê hằng. Cắt nó ra coi. Giờ trước mắt nó bỏ này đây. Cho nó thông các bạn. Ha, những cái rễ nhỏ nhỏ này mình bỏ hết. Đó. Héo rồi nè, bỏ qua nãy héo nè bạn. Cái này là đúng rồi, cái này là mình không nên để cho nó héo nè. Khi mà cái cây mà nó có còn cái lá mà nó héo đó bạn, nó hút cái nhựa của cái cây đi, rất là nguy hiểm luôn á. Ra mình phải mình sao xịt nước sao cho nó giữ ẩm nó chứ không là tiêu. Cái này phải có cái mâm hẳn, cái tán. Nhà mình có mâm không? Ừ. Kiếm cái mâm thử coi. Bỏ này vô hay à. À. Bây giờ cái máy nén còn ngoài không? Ừ. Lấy máy nén xịt này cái đi. Cho sạch sẽ luôn coi, nhìn cho nó đã coi. Rồi các bạn. Nãy giờ mình cắt cho nó sạch sẽ rồi. Đây cái cục đá này, cho bạn xem kỹ cục đá nó bám cứng ngắc luôn à. Bám cứng ngắc luôn. Ha, thì bây giờ là lấy cái chậu này rồi. Thì bây giờ ở đây cũng không có cái chậu nào chân Tắng mới lên nhà nhổ cái cây lên lấy cái chậu các bạn đưa vô đây luôn. Thì mình thấy gì nó cũng phù hợp các bạn, thay vì bây giờ mình lấy cái chậu lớn á mình đưa hết cái này nè. Nhưng mà thôi bây giờ làm cho nó gom chậu đi, dùng cái rễ này nó bạn bay hết mình chậu luôn. Còn cái cành này á, cành cao này mình giữ luôn ha, cao thấp có luôn nè. Trong này mình đã cắt cao thấp hết rồi, sau này mình sẽ làm những cái khóm cho bạn xem. Rồi cái chỗ đây nữa bạn, thì mình có thể là mình cắt ngắn luôn, lấy là cái cục này thôi. Thì cái cục này mình cũng cắt ngắn này bạn, lóc cái này ra cho nó ngắn rồi, cắt bỏ cái cục này. Đây để mình cắt bỏ cái đó lên cho bạn xem ha. Cắt cái này ra là có bạn chắc la mình nữa quá. Cắt con bậy con bạ nữa. Rồi ok đó bạn. Đây các bạn xem lại nè. Đó. Vậy là vừa luôn các bạn. Vừa cái phơm chậu luôn á ha. Đó. Đó không? Cắt cái này không vô. Ừ. Cắt cái đó xong cái giờ mày trốn luôn ha. Ha tao trốn. Tí cái cục lên đây. Cái đó hả? Nhìn ừ. Nhìn bên đây á là mình có thể mình thấy cũng được luôn á chứ. Nó vừa đẹp luôn á chứ. Ha. Có thể là mình cắt cái nhánh nhỏ hoặc nhánh bự thôi. Rồi, vậy là một bãi chiến trường của các bạn. Ha. Còn mấy cái bụi bụi này thì tính sao đi. Vậy là mình cắt được cây này vô chậu này. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này cũng nữa mình trồng là mình làm mấy cái nhỏ nhỏ sao với lại cái cây kia. Cây này cũng hay các bạn. Đó, ở đây nữa nè. Quá trời luôn. Thì từ lúc tới giờ mình đi lấy dúi cũng mấy tháng nay các bạn. Thì chỉ có cái đợt này được một cây bám đá. Rồi một cây san hô các bạn. Coi như là chiến lợi phẩm của hai nó đi lấy là mình thấy hay các bạn. Cây san hô quá đã luôn. San hô này là thuộc gì theo mình là khủng rồi đó. Còn biết các bạn mà khủng cái nào nó thì cũng có cái khủng hơn nữa nha bạn, không phải là cái mình khủng đâu, nhưng mà mình khủng ở cái khu của mình các bạn ha.
là quá trời luôn, cái cục san hô này khủng luôn á, khủng khiếp, liền băng hết trơn. Rồi hôm nay mình chia sẻ các bạn phá thêm cái cây mà bám đá này đó, với lại cắt mấy cây bùi bùi nhỏ nhỏ mấy đứa nó lấy về ngày qua chích ra. Rồi mình xin dừng cái video đây ha, nếu mà ai mình trồng rồi có thể mình uống chia sẻ bạn xem sao ha. Rồi xin chào và hẹn gặp cái video tiếp theo.